Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các con ở tiết mỹ thuật lớp 3, chủ đề 10, cửa hàng gốm sứ. Các con và cô cùng vào tìm hiểu chủ đề cửa hàng gốm sứ nhé. Trước khi để bài học chúng ta có kết quả tốt nhất, các con chuẩn bị cho cô những đồ dùng sau: bút chì, giấy A4, bút màu, kéo, hồ dán. Các con nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để bài học có kết quả tốt nhất. Trước khi vào bài học, cô có một số câu đố dành cho các con. Cô xem bạn nào có thể giải được câu đố này nhé. Miệng tròn, lòng trắng phau phau, đựng cơm, đựng thịt, đựng rau hàng ngày là cái gì? À, đó là cái chén hay cái tô, cái đĩa các bạn hay ăn cơm hàng ngày đó. Các con sang câu đố thứ hai, câu này khó hơn, xem bạn nào giải được nhé. Miệng tròn chứa nước quanh năm, thích ở trên bàn, ôm bó hoa tươi là cái gì? Đó là bình đựng hoa. Có bạn nào giải đúng câu đố này không? Hai đồ vật này các con được thấy rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách vẽ các đồ vật này nhé. Các con sẽ vào bài học cửa hàng gốm sứ với mục tiêu bài học nêu được đặc điểm hình dáng, cách trang trí của một số đồ gốm sứ như lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình. Các con quan sát hình và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Nêu tên các đồ gốm sứ trong hình, mô tả hình dáng và kể tên các bộ phận của mỗi đồ vật. Nêu các họa tiết và màu sắc trên mỗi đồ vật. Trong hình có bình đựng hoa, chậu trồng cây, chén, đĩa, bình trà. Mỗi đồ vật có hình dáng, chức năng và cách trang trí khác nhau, như bình hoa dùng để cắm hoa, chậu trồng cây thì dùng để trồng cây và chén đĩa dùng để ăn cơm hàng ngày. Như bình hoa gồm có miệng bình, thân bình và đáy bình và được trang trí bằng những bông hoa hướng dương rất là đẹp. Các con có muốn mình vẽ được những bình hoa thật là đẹp không nào? Chúng ta sẽ xem cách thực hiện như thế nào nhé. Bước 1. Vẽ tạo dáng đồ gốm sứ. Các con gấp đôi phần giấy A4 lại theo chiều dọc. Tiếp theo, vẽ nửa bình hoa theo hình. Sau đó các con dùng kéo cắt theo đường mình vừa vẽ. Khi các bạn cắt xong, chúng ta sẽ có một chiếc bình hoa rồi. Bước 2, trang trí họa tiết. Các con thường thấy trên bình hoa được trang trí rất là nhiều họa tiết để cho bình hoa trở nên đẹp hơn. Vậy để bình hoa của các con được trở nên đẹp hơn thì chúng ta cần phải trang trí lên bình hoa đó. Các con có thể sử dụng họa tiết hoa, lá, con vật để trang trí lên bình hoa của mình sao cho thiệt là đẹp. Bước 3, vẽ màu lên bình hoa. Khi các con vẽ màu xong, các con lấy một tờ giấy A4 trắng khác, mình dán bình hoa lên giấy A4 và tô màu hình nền.
Các con quan sát một số bình hoa và chén đã được trang trí. Các con thấy những bình hoa và chén được trang trí và tô màu rất là đẹp đúng không? Cô tin rằng qua bài học hôm nay, bạn nào cũng vẽ được những chiếc bình hoa thật là đẹp. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các con.